Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua khi mà giá xăng liên tục lập đỉnh chạm mốc gần 30.000 đồng một lít, điệp khúc xăng tăng theo chiều thẳng đứng trong thời gian qua gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống của người dân chúng ta. Vâng, tôi có rất nhiều những người bạn mà họ ở xa nơi làm việc, chính vì thế nên là họ cũng đã phải tìm mọi cách để thích nghi với việc là xăng tăng giá. Và mỗi ngày thì họ phải di chuyển có người lên tới là 40 cây số cả đi cả về, khi mà chi phí đội lên thực sự là rất nhiều. Thậm chí là nhiều người còn chia sẻ là sử dụng ô tô để đi làm bình thường 1 triệu thì đã có thể đổ được đầy bình xăng, thì giờ số tiền này phải có thể là đã tăng gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi. Tính ra thì chi phí cho tiền xăng đi làm thì mất độ khoảng 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu một tháng. Xe máy thì cũng tương tự, khi mà giờ muốn đổ đầy bình xăng thì có lẽ là cũng phải mất hơn 100.000, trong khi trước đây thì con số này chắc chỉ bằng một nửa thôi, đúng không ạ? Vâng ạ. Trước cái thực trạng này thì chúng ta thấy là nhiều người họ cũng đã phải tìm cách là thích ứng hoặc là thay đổi cách sinh hoạt để mà tiết kiệm chi phí. Lúc này đây thì những chiếc xe đạp vốn được dùng để tập thể dục thì nay lại trở thành cái phương tiện đi lại của nhiều bạn trẻ. Họ cho rằng đây là cách vừa để tiết kiệm chi phí đi lại nè, vừa tranh thủ được cái thời gian để mà chúng ta có thể là rèn luyện sức khỏe của mình nữa ạ. Vâng, cách này thật sự là cũng rất là hay và rất là thú vị, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái lựa chọn khác nữa, như là chúng ta có thể đi các loại phương tiện công cộng như là xe buýt hay là tàu điện nữa. Chẳng hạn như là di chuyển bằng tàu điện ở trên cao chẳng hạn, nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên có thể là chọn mua vé tháng thì mức giá là khoảng 200.000 đồng. Với giá vé này thì chúng ta có thể di chuyển rất thuận tiện này, không bị giới hạn giữa các bến ở trong lộ trình này. Và thú vị hơn là nhiều người còn chọn là đi bộ để đi làm vì nhà gần cơ quan nữa. Vâng, dù bằng cách nào đi nữa thì rõ ràng chúng ta thấy là mỗi sự lựa chọn cũng giúp cho họ nhận thấy được những cái ưu điểm cho sự thay đổi này, như là nâng cao sức khỏe nè, tiết kiệm nè, chi tiêu, thậm chí còn rút ngắn được cái thời gian chết khi mà phải kẹt xe hàng giờ đồng hồ ở trên đường nữa, thưa quý vị. Anh Nguyễn Tiến Minh vẫn thường sử dụng xe máy để đi làm. Tuy nhiên, từ khi giá xăng chạm mốc 30.000 đồng một lít, anh đã chuyển hẳn sang đi xe đạp. Những ngày đầu còn chưa quen, nhưng hiện nay mọi thứ đã vào guồng. Nhờ đi xe đạp, anh Minh có thể tiết kiệm khoảng 100.000 đồng tiền xăng mỗi tuần. Giá cả leo thang khiến những người nghỉ hưu như ông Lê Văn Sĩ bắt buộc phải thắt chặt chi tiêu. Chỉ những lúc đi xa, chờ nhiều đồ đạc, ông mới dùng đến xe máy. Còn lại, xe đạp là phương tiện an toàn và tiết kiệm với ông tại thời điểm này. Từ cái khi mấy đợt tăng giá thì bên đây là tôi là hầu như là đi xe đạp. Đấy. Còn những cái việc nào cần thiết không thể đừng được phải đi xe máy thì tôi mới đi thôi. Còn không thì tôi chủ yếu đi xe đạp để là vừa rèn luyện sức khỏe, vừa là tiết kiệm cái chi tiêu, đảo lộn hết. Từ mỡ rau cho đến gạo thóc, rồi tất cả cái gì đã lại xăng dầu nó lên thì là cái gì nó cũng lên theo. Không biết là cái bình ổn giá của nhà nước tính toán như thế nào. Tại cửa hàng xe đạp này, những ngày qua lượng người đến tìm hiểu và mua xe đạp nhiều hơn. Các loại xe có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, phù hợp để đi làm được nhiều người lựa chọn. Do vậy mà đi đường thành phố được. Những người đi làm bằng xe máy, một số người đã chuyển sang xe đạp đa năng hơn, vừa có thể thể thao được và họ có thể kết hợp là đi làm chủ yếu vào những cái xe vào tầm 5-6 triệu trở lên, thì họ có thể lắp thêm bộ phận ví dụ như là cái túi để họ để đồ cá nhân bên trong và họ có thể kết hợp đi làm. Còn một số các bạn học cấp 3 bây giờ đã đi học rồi thì các bạn thay vì là đi xe điện và đi xe máy thì họ cũng đã chuyển sang đi xe đạp nhiều hơn. Thì về sự tăng trưởng đột biến thì nó chưa rõ rệt, nhưng mà đại loại đã có sự chuyển dịch sang xe đạp nhiều hơn so với trước đây. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, đó là tâm lý chung của nhiều người dân lựa chọn xe đạp để đi làm thời điểm này. Dẫu họ phải dậy sớm và tốn sức hơn so với đi xe máy, nhưng đạp xe với nhiều người cũng là cách rèn luyện sức khỏe để phòng ngừa tốt hơn trước dịch bệnh. Quý vị và các bạn, vitamin C là một chất dinh dưỡng hòa tan ở trong nước với nhiều chức năng trong cơ thể. Nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để hỗ trợ sản xuất collagen và chữa lành các vết thương nữa. Vitamin C hoạt động như là một chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào không bị tổn thương bởi các gốc tự do. Tuy nhiên thì vitamin C là chất mà con người không thể là tự tổng hợp được. Do đó là để đảm bảo nhu cầu vitamin C thì theo khuyến nghị, việc bổ sung vitamin từ thực phẩm hoặc là từ chất bổ sung để duy trì sức khỏe thật sự là một điều rất cần thiết ạ. Đúng là như vậy chị Tú Anh ạ, nhất là thời điểm này khi mà chúng ta thấy là dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì việc bổ sung vitamin C càng trở nên cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài việc bổ sung vitamin C thì nhiều người nghĩ rằng ăn cam hoặc là uống nước cam là cách tốt nhất để bổ sung vitamin này, và đổ xô đi mua cam khiến ở một số địa phương trái cây này trở nên khan hiếm và giá lên cao bất thường đó. Vâng, theo nghiên cứu
phiếu của nhiều chuyên gia thì một quả cam chừng độ khoảng 250g thì sẽ chứa độ khoảng 69,7mg vitamin C. Tuy nhiên ở trên thực tế có nhiều thực phẩm khác còn chứa lượng vitamin C tương tự cam và thậm chí là còn nhiều hơn. Và đây cũng là những loại thực phẩm rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy đó là những thực phẩm nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi Cẩm Nang Sức Khỏe. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh từ lâu được coi như thực phẩm vàng cho sức khỏe vì hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong khoảng 200g bông súp lơ có chứa tới 180mg vitamin C, vượt gấp đôi chỉ số khuyến nghị hàng ngày. Ngoài ra, súp lơ cũng chứa nhiều kẽm, vitamin E, A, B, K cùng nhiều hoạt chất chống ung thư và hỗ trợ chức năng tim mạch vành. Dâu tây, đu đủ, dứa, xoài. Đây đều là những trái cây dễ tìm mua và giá không hề đắt. Điều quan trọng là đu đủ, dứa, dâu tây đều chứa vitamin C cùng với một loạt chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Những loại quả này đều có khoảng 80-95mg vitamin C trên khẩu phần 100g. Dâu tây còn chứa nhiều folate giúp thúc đẩy sự hình thành tế bào hồng cầu cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy. Trong khi đó, đu đủ và xoài giúp thông xoang, sáng da và chắc xương. Dứa còn chứa bromelain, một loại enzyme giúp tiêu hóa và giảm đầy hơi. Bromelain cũng hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau khi ốm dậy. Các loại ớt. Ở cùng trọng lượng 250g, một trái ớt cung cấp tới 190mg vitamin C, gần gấp 3 lần so với một quả cam. Ớt màu xanh và màu vàng chứa ít vitamin C hơn ớt màu đỏ, nhưng ở mức 120mg vitamin C, chúng vẫn cung cấp tới 200% RDA, chỉ số khuyến nghị sức khỏe của bạn. Ớt cũng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe của mắt, vitamin B6, vitamin E, chất xơ và kali. Trái kiwi. Trong một khẩu phần ăn gồm 2 trái kiwi có chứa tới 137mg vitamin C, gần gấp đôi so với một trái cam. Kiwi cũng rất giàu vitamin K, cung cấp 31% RDA của bạn. Cùng với lượng kali, mangan, đồng và chất xơ dồi dào, kiwi là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Khuyến nghị chế độ ăn bổ sung vitamin C từ thực phẩm theo tuổi và giới tính. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi 15mg, trẻ từ 4 đến 8 tuổi 25mg, thiếu nhi từ 9 đến 13 tuổi 45mg, thiếu niên 14 đến 18 tuổi 65 đến 75mg, phụ nữ trưởng thành trên 19 tuổi 75mg, nam trưởng thành trên 19 tuổi 90mg, phụ nữ mang thai 85mg, bà mẹ nuôi con bú 120mg. Vâng, với danh sách các loại thực phẩm giàu vitamin C vừa rồi thì chắc hẳn sẽ giúp quý khán giả có thêm nhiều sự lựa chọn ngoài cam chanh để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho gia đình của mình. Vâng, tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta cũng phải khuyến cáo thêm khán giả của chúng ta, đúng không ạ? Xin chia sẻ thông tin thật là hữu ích tới quý vị khán giả, đó là theo các chuyên gia y tế thì thời gian tốt nhất để chúng ta uống vitamin C đó là khi mà chúng ta đói bụng. Và điều đó thì có nghĩa là nên uống vào buổi sáng 30 phút trước khi ăn hoặc là 2 giờ sau bữa ăn. Vitamin C là vitamin mà hòa tan ở trong nước giúp cơ thể dễ dàng hấp thu, và quý vị cũng lưu ý là để tăng cường hệ miễn dịch chúng ta cũng cần phải chọn nhóm thực phẩm phù hợp cân đối với từng người, từng thể trạng sức khỏe nữa. Còn tiếp tục chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với blog du lịch để cùng với chúng tôi tới thăm một ngôi làng cổ yên bình nằm ở bên dòng sông Ô Lâu của xứ Huế. Và đây là ngôi làng cổ thứ 2 được nhà nước công nhận là và cấp bằng di tích quốc gia. Thế nhưng mà ngoài những danh hiệu được nhận thì không gian, cảnh vật và con người nơi đây cũng rất nhiều điểm đáng thu hút và rất nhiều khách tham quan đã đến đây để tham quan cũng như là tìm hiểu về nó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với biên tập viên Việt Cường. Thưa quý vị, ở Việt Nam hiện có 4 làng cổ được công nhận là di tích quốc gia, bao gồm Đường Lâm Hà Nội, Lộc Yên Quảng Nam, Đông Hòa Hiệp Cái Bè Tiền Giang, Phước Tích Thừa Thiên Huế. Các ngôi làng này đều chứa đựng những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Trong số đó, làng Phước Tích ở huyện Phong Điền được xem là đại diện tiêu biểu cho kiến trúc và không gian làng quê ở vùng Bắc Trung Bộ. Lúc đầu thì ngôi làng này có tên là Phúc Giang, với từ Giang chỉ sông nước, Phúc trong chữ Phúc Đức, Phúc Lộc Trời Ban. Đến thời vua Tây Sơn thì ngôi làng này có tên là Hoàng Giang vì để tưởng nhớ đến dòng dõi họ Hoàng có công khai phá cũng như là xây dựng ngôi làng này. Ngôi làng được đổi tên một lần nữa cho đến bây giờ luôn là Phước Tích.
dưới thời trị vì của vua Gia Long với mong muốn tất cả các thế hệ của người dân tích được nhiều phước đức để đời. Và trong lốc du lịch ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với một ngôi làng cổ hơn 500 năm tuổi này, một địa điểm vô cùng thích hợp dành cho những ai yêu thích du lịch về lịch sử và muốn tìm hiểu, cũng như là muốn đến một cái điểm nào đó tĩnh lặng trong tâm hồn của mình. Làng cổ Phước Tích được xem là ngôi làng cổ gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ả của phố thị. Thay vào đó là những tán cây xanh mướt bên lối đi, một bên là sông Ô Lâu yên ả. Vâng, những người xưa tương truyền lại rằng đây là vùng đất mà chúng ta có được nhờ đám cưới lịch sử của công chúa Quyền Trân và vua Chế Mân Cham Ba vào thời nhà Trần, nơi mà cổ xưa được gọi là Hai Châu Ô Lý. Vâng, chính vì lẽ đó mà vết tích của người Cham Ba ở đây vẫn còn rất nhiều, với cây thị ngàn năm tuổi và ngôi miếu mang đậm biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người Cham. Làng cổ Phước Tích là ngôi làng thứ hai của Việt Nam được công nhận là làng di sản cấp quốc gia vào năm 2009. Và đến nay, qua nhiều biến động thăng trầm của lịch sử, nghề làm gốm của người dân Phước Tích cũng dần được khôi phục. Các sản phẩm gốm được sản xuất nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng và các tỉnh thành lân cận khác. Và nếu như có một lần đến Huế thì quý vị và các bạn đừng quên ghé qua ngôi làng cổ giàu giá trị truyền thống văn hóa lịch sử này nha.